Xin chào các bác, quay trở lại với kênh Cây Giống và Dược Liệu Tâm Đảo của tôi là Hải. Hiện tại thời điểm đang là tháng 12, cuối tháng 12. Chính xác là hôm nay đang là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Và hết ngày mai thôi là bắt đầu là bước sang năm mới, năm 2024. Và thời điểm này đang rất là cận kề với cả Tết âm lịch rồi. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến với Tết âm lịch. Và mọi người cũng đang bắt đầu rất là tấp nập để sắm sửa cũng như là mua bán những loại cây cảnh trong gia đình. Ngoài những cây đào, cây quất và cây mai, một số loại cây nữa thì ngoài ra trà hoa vàng cũng là một loại cây chơi cảnh và là một cái thú vui khá là tao nhã và nó tốt cho sức khỏe nữa hiện nay. Thời điểm gần đây thì tôi đang cung ứng rất nhiều các sản phẩm cây giống, từ các sản phẩm lá và hoa để phục vụ sử dụng cho Tết, và cũng như là các cây giống và những cây lớn của cây trà hoa vàng Tam Đảo, cung ứng số lượng rất là lớn cho các bác ở các tỉnh thành. Thì hôm nay đang trong quá trình là vào cũng để đánh một cây để ship cho một bác ở khu vực Thanh Hóa. Bác cũng mua một cây khá là cao to, cũng tiện thể làm một video cho các bác có cái hình thực tế tham quan theo dõi, cũng như là mọi người nếu thích thì có thể là ưng cây nào thì họ có thể gọi điện trực tiếp cho tôi theo số điện thoại tôi đính kèm bên dưới để được trao đổi tư vấn cụ thể nhất. Và trước mắt video của mọi người đây thì là một cây này là cây tôi trồng ra đất rồi này, và đã tạo thế rất là đẹp như thế này. Đây, mọi người quay một vòng này là thấy đây là dòng trà Tam Đảo Ancid, tên khoa học chuẩn đó là Camellia Tam Đảo Ancid. Đây, hoa đang ra đây, nụ đang ra rất nhiều nụ này. Đây đặc biệt là cành này. Đây đi dịch sang bên này cho nhìn lại. Đây sang bên này. Ví dụ như cành này rất nhiều hoa đang bó hoa rồi. Đối với những cây này mà các bác mua về thời điểm bắt đầu đến thời điểm Tết âm lịch là hoa sẽ nở ra, nở rộ là rất đẹp, và nó hoa nó có cái màu vàng đặc trưng và rất đẹp. Và đặc biệt là đối với trà hoa vàng Tam Đảo Ancid này, nó có rất nhiều hoạt chất dược liệu, lên đến hơn 400 hoạt chất dược liệu, và cái lá và cái hoa của nó có cái vị sử dụng thơm ngon nhất so với cả những loại khác. Thế giới này nó cũng có một cây tạo thế nữa. Thì cho các bác xem trước những cây mà tôi đã trồng ra đất. Chúng tôi cũng có rất nhiều những cây có màu sẵn tiện vận chuyển cho các bác. Đây, ví dụ như cái này tôi đang tạo thế tạo dáng rồi này, rất đẹp, tán cành xung xuê, chiều cao khoảng từ 1,5 m. Dòng này vẫn dòng trà Tam Đảo Ancid. Cái này cũng xinh là nhỏ này. Đây, cái này tán rất đẹp, đang bó hoa này. Đó, đó là những cây mà tôi đang trồng ra đất. Còn rất nhiều nữa, ví dụ như thằng bên này là có thằng Hakuda này. Đấy, lá rất là to. Ngoài ra thì mục tiêu là muốn giới thiệu cho các bác những loại cây mà nó có bầu như này. Bởi vì các bác ví dụ mà vận chuyển đi xa, các bác mua những cây có bầu sẵn như thế này thì nó đảm bảo chất lượng và nó thuần chậu, thuần bầu hơn. Các bác về các bác trồng vào chậu là nó sẽ dễ sống hơn, đảm bảo sống 100%, cũng như là rất là phù hợp cho các bác vận chuyển đi xa. Còn đối với những cây trồng ra đất này thì phải đánh bầu, cũng là nó sẽ có hơi ảnh hưởng một chút vào cái bộ rễ, và về các bác phải đảm bảo được yếu tố kỹ thuật thì nó mới có thể sống tốt được. Mà mọi người tham quan khu vực còn từ đây cũng là như thường lệ, tôi đã quay khá nhiều những video ở khu vực này rồi, nên sẽ quay tận các cụ thể hơn cho các bác theo dõi. Đây, đây là những cây mà đã cần chậu rồi. Thì bầu thì nó từ có bầu to bầu nhỏ, giá cả thì đối với những loại này giá rất là hợp lý, nó từ khoảng vài trăm nghìn cũng có, mà khoảng 1-2 triệu đều có, giá nó rất là hợp lý và nó theo cái tầm tiền cây. Ví dụ cây này trước mặt các bác đây, cây này cao khoảng gần 2 m rồi. Đấy, và tán cành rất là đẹp như thế này. Và một cái điều lưu ý là nhiều bác cứ hay hỏi tôi, cũng các bác đã mua cây của tôi hay hỏi là thân nó không được to, thì cũng xin thưa các bác là đối với những cây mà để trong chậu này thì nó thân không thể phát triển to được như là những cái thằng mà trồng ra đất được. Trồng ra đất thì nó đảm bảo đầy đủ để mà cái lượng bộ rễ nó phát triển và nó hút được nhiều dinh dưỡng hơn để nó phát triển. Còn đối với trong cây trong bầu này như này đã là đạt lắm rồi. Đây có một cây này, đây là cây đào chít. Camera đứng sát vào đây để cho các bác thấy rõ. Đây là dòng này, cây này siêu hoa luôn, cực kỳ nhiều hoa. Như một cái cành của nó đếm sơ trên một cái, trên một cái thân, cái cành nhỏ này thôi nó đã rơi vào khoảng 2, 4, 6, 15 cái nụ rồi. Một cái cành nhỏ như này, chưa kể những cành khác. Đây, rất nhiều nụ bang bói hoa đây. Đấy. 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 Đối với cả trà Tam Đảo Ancid thì khi nó bắt đầu cái nụ ra, nó sẽ cái cuống nó sẽ có màu xanh. Đó. Và dần dần sau này khi mà nó nở to ra thì bắt đầu sẽ vàng dần, vàng dần. Về đặc điểm và về cái đặc điểm hoa của thằng trà Tam Đảo Ancid này thì nó không được to như là hoa của thằng Hakuda và một số loại hoa khác. Tuy nhiên là cái vị của nó dùng mà thơm ngon nhất.
đây có một cây hải tán đẹp này. Cây này khá là thấp thôi, cây này thì nó thấp, nó khoảng hơn 1 mét đến 1m3, nhưng mà tuy nhiên là nó có rất nhiều tán cành và cái thế là nó khá là đẹp rồi. Đây rồi cũng là có chậu có bầu sẵn rồi đấy. Đấy, các bác bầu ở đây là bầu 30, những bầu to là bầu 30, các bác về trồng vào chậu, như trồng vào sang chậu, các bác trồng vào thêm đất vào và thêm phân bón vào là sống tốt, không vấn đề gì cả, rất là phù hợp để các bác chơi Tết. Cây này cũng đang ra hoa đây, có khoảng gần chục nụ rồi, đang bói rồi. Đấy. Và bên này còn rất nhiều nữa, đa số các cây đều có tán cành đẹp hết và đang bói hoa rồi, rất nhiều rồi. Ở trên Facebook hoặc là trên YouTube bây giờ ấy, thì các bác là cũng là người ta bán nhiều lắm, nhiều loại lắm, nhưng thực chất thì các bác phải tìm hiểu thật kỹ, bởi vì Việt Nam thì có hơn 40 loại trà hoa vàng khác nhau, và trong đó thì có 24 loại trong danh sách bảo tồn, và Tam Đảo của chúng em thì chiếm 8 loại trong số đó, và ngoài ra còn có rất nhiều các loại trà giá rẻ khác nữa, người ta bán giá rẻ lắm, bởi vì nó rẻ mà người ta làm nhiều và người ta bán sản xuất cũng nhiều. Nhiều bác không biết đến thì cũng là hay mua nhầm về những loại đó. Tuy nhiên là nếu mà các bác mà muốn mua cây giống trà hoa vàng Tam Đảo chuẩn giống mà giá thành nó hợp lý nhất ấy, thì liên hệ trực tiếp cho tôi là Hải theo số điện thoại 0397928951 để trao đổi cụ thể nhất, và đừng quên là bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn. Hôm nay xin phép làm một video ngắn đến đây cho các bác có hình ảnh cụ thể theo dõi nhà tôi, còn mọi nhu cầu liên hệ trực tiếp cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.